tiếp luôn cái phần này, có nghĩa là một phần rất quan trọng, một phần rất thường được nhắc tới là các biến thái hình ảnh của mũi xoan. Thì thực ra thì và như đã nói thì bây giờ là người ta đi phẫu thuật bắt tai mũi họng phẫu thuật thì người ta đọc CT rất là giỏi, chắc chắn là nếu mà chúng ta không nghiên cứu là chúng ta sẽ đọc không lại. Khi là người ta cũng không có tin được luôn, chụp xong lấy phim về. Thì nếu mà ở các anh chị mà các nơi đầu các khoa tai mũi họng mạnh, có phẫu thuật mạnh, có sự liên kết, thì chúng ta cũng đặt cái vai trò của mình vô giống như ông bác sĩ tai mũi họng, để biết là chụp CT đó ông mổ cần coi cái gì. Còn thì cái bài này được lồng ghép vô cái các biến thái hình ảnh vô với cái phân tích hình ảnh mũi xoan trước phẫu thuật để thành một bài, chứ không có liệt kê kiểu là. Thì hiện nay phẫu thuật nội soi phần lớn là phẫu thuật mũi xoan phần lớn là phẫu thuật nội soi, tức là nó rất là phát triển bên cạnh phẫu thuật bên nội soi chẩn đoán và nội soi phẫu thuật đều phát triển. Thì đối với các ngành khác thì có thể là phẫu thuật nội soi nhưng mà có khi không cần phim CT hay là cần MRI, chỉ cần siêu âm hay cần lâm sàng người ta vẫn phẫu thuật nội soi được. Ví dụ như là viêm ruột thừa cấp thì có khi là có chẩn đoán rồi vô phẫu thuật nội soi vẫn không sao, nhưng mà với CT với mũi xoan thì bắt buộc, gần như bắt buộc là bây giờ phải có phim CT, nghĩa là bây giờ phải là đánh giá trước. Thì đánh giá cái này là người ta đánh giá các biến thái, các gì ảnh hưởng đến cái quá trình phẫu thuật của người ta hay không. Không thì tình hình chung đây là một cái nghiên cứu của Canada, và Canada thì người ta nhận thấy rằng không những ở Việt Nam mình mà ở các nhiều nước cũng vậy, có nghĩa là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh radiologist thì thường thì chỉ đọc theo cái kiểu mình viêm xoan, viêm xoan do gì, viêm xoan như thế này thế kia, và không có lưu tâm đến những cái variation, những cái biến thái. Thì người ta mới làm một cái khảo cứu. Thì trong cái ông chuyên sâu về head and neck thì ông có đọc những, ví dụ như ông đọc là sàn sọ, ông đọc động mạch sàn trước, ông đọc có tế bào ở đất đi rồi này kia không. Còn những người khác thì là không đọc, nghĩa là vì không phải là lĩnh vực cho ông đọc. Có một sự chênh lệch rất là lớn. Ngay những cái biến thái mà không quan trọng, gọi là không ảnh hưởng đến cuộc, gọi là tính nguy hiểm của cuộc mổ, ví dụ như là con tra, tế bào Haller này kia, thì ít sự khác biệt. Trong khi những cái mà quan trọng thì là mình dân thường thì là ít đọc. Cho nên là người ta thấy là có khoảng, về kết quả thì người ta thấy là khoảng 20% bác sĩ tai mũi họng không hài lòng với kết quả report của bác sĩ thường. Và 67% nhẹ nhàng hơn thì nói là với cậu đọc kỹ hơn một tí. Để đọc nào là động mạch sàn trước, sàn sọ có bất đối xứng được hay không. Nhưng mà dân chẩn đoán hình ảnh lại phản bác bởi một cái nghiên cứu khác. Người ta thấy là đúng, nếu mà đọc thì đọc những cấu trúc quan trọng thôi. Còn cấu trúc gọi là biến thái mà không quan trọng á, không đọc. Bởi vì thấy giữa người bình thường, tỷ lệ thứ nhất là những cái biến thái này tỷ lệ rất là cao. Ví dụ như tế bào Agenasi phía trước xoang tráng, tài liệu tới 90 mấy%, ở đây trong cái lô này là 80 mấy%. Tức là ý người ta nói là không cần thiết, tự mấy anh đọc đi. Rồi trong này thì không sự khác biệt giữa cái nhóm mà có bệnh lý nhẹ với bệnh lý nặng và nhóm không bệnh. Nhưng mà cuối cùng người ta vẫn phải kết luận là với một cái phẫu cái CT xoan mà chuẩn bị cho phẫu thuật thì đọc, cái gì cũng đọc. Còn một cái CT xoan bình thường, mũi xoan bình thường thì trách nhiệm của bên này đọc là viêm xoan do gì là được rồi, còn biến thái gì đó thì
không nhất thiết phải đọc. Nhưng mà hiện tại theo cái thực tiễn lâm sàng hiện tại có cái công việc hàng ngày nè, ở các anh chị có quan tâm, có nghĩa là bây giờ bảo hiểm, nói về cái điều bảo hiểm y tế đó, người ta chi trả thì vừa rồi có sĩ tai mũi họng cầm lên, có nghĩa là nếu như anh không đọc con ca cuốn mũi giữa mà người ta đi vô người ta mổ con ca cuốn mũi giữa ghi report ra thì bảo hiểm không chịu thanh toán, bởi vì CT không có đọc, không có đọc cái đó thì giờ người ta vô mổ thì kêu là ví dụ trong phẫu thuật là phép thì nó có rất là nhiều mức độ phẫu thuật minimum, có nghĩa là làm nguyên tắc của phép là làm sao mà để cho hốc mũi thông thoáng để dẫn lưu, thì bây giờ có con ca thì tới bây giờ vẫn bàn cãi cái chuyện là con ca bulosa của cuốn mũi giữa nó có làm ảnh hưởng đến cái sự không khí hay không, vẫn còn cãi nhau. Nhưng bây giờ đã lỡ mổ rồi thì chỉ định cắt luôn, đồng thời bên đó luôn. Nhưng mà nếu mình không đọc thì là vì phẫu thuật mở khe giữa, ví dụ cắt mổ móc, mở cắt bóng xạ là khác giá tiền, cộng thêm cắt bóng giữa thì giá tiền khác. Ý nói là bây giờ tùy cái chỗ mình làm việc, tùy cái sự đòi hỏi của lâm sàng phải có một cái trao đổi thế nào làm cho mà nó đừng có bị giỏi. Giống như con trabulosa thì nó trong cái phần bài giảng sẽ có nghĩa là con trabulosa ở phần dưới thì gọi là con trabulosa, ở phần đứng thì nó gọi là intralamellar cell. Thì đôi khi bắt mình đọc á thấy nhiều hồi nhỏ quá không đọc vì nó thực sự nó không ảnh hưởng, nhưng mà bắt mình nghĩ như vậy, nhưng mà bên tai mũi họng á, mấy ông tai mũi họng ở mổ bất kỳ, có nghĩa là có cái chuyện chỉ định mổ của bên chuyên ngành khác mình không có bàn được, nhưng mà người ta ghi cái đó vô. Ví dụ như người ta nói tư vấn bệnh nhân là giờ ông có cái này ông phải mổ nhưng mà ông kia không chịu đọc, hai bác sĩ cãi nhau lên chuyện với ban giám đốc, nói gọi mình qua phân xử dùng nghĩa vậy. Có nghĩa là khi mình, cho nên là nếu chúng ta đã làm mà cái kiểu bệnh viện đa khoa một khác, nhưng mà nếu mà chúng ta có cái chuyên khoa của đó rồi thì đôi khi mình cũng phải phối hợp giữa lâm sàng với cái thị bọt của lâm sàng của mình để cho nó được quá. Thì nói qua như vậy thì cuối cùng là như thế nào, có nghĩa là có tác giả ở Canada và Ấn Độ vừa là bác sĩ tai mũi họng và vừa là bác sĩ radiologist, người ta mới ngồi lại, người ta mới ra một cái khung là đọc cái gì, tức là tôi anh lâm sàng đọc cái gì thì anh kia cũng cố gắng đọc theo như vậy. Đối với những trường hợp trước mổ, nhấn mạnh lại, có nghĩa là đối với những trường hợp trước mổ thì cố gắng mình đọc làm sao để đáp ứng được cái nhu cầu của bên bác sĩ phẫu thuật. Đương nhiên khi chúng ta đọc thì thuận lợi hơn, với vì chúng ta đọc là chúng ta đọc trên máy, chúng ta đọc quạt tay sinh thì đo đạc và này kia nó tốt hơn. Thì người ta đưa ra một cái khung những cái mà đọc, thì hôm nay là dựa trên cái bài này thì chúng ta sẽ coi và chúng ta nói các biến thái hình ảnh nó nằm luôn trong cái phần này luôn. Đầu tiên người ta đọc vách ngang, sau đó người ta đánh giá khung giữa, mổ móc, phức hợp lỗ ngắt và xoang hàm. Tiếp theo người ta đọc đánh giá về ngách tráng, những cái gì liên quan đến ngách tráng. Người ta đã coi tế bào sàn nhốn, tế bào sàn trước, tế bào sàn trên hốc mắt. Sau đó người ta đánh giá sàn nhốn, sàn sau liên quan với sàn sọ. Người ta đánh giá các bất thường ở sàn, các thay đổi của sàn sọ trước. Người ta đánh giá động mạch của sàn trước, xương giấy, bờ xương của các xoang. Cố gắng thì theo theo dõi thì cũng có một số trung tâm tai mũi họng có bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã đọc theo lúc này ở nước ngoài, nhất là vùng Ấn Độ này kia đó. Sau đó chúng ta phải chịu trách nhiệm về não, hốc mắt và vòng hầu trên cái report của chúng ta luôn. Thì về vách ngang, vách ngang thì do cấu tạo bởi nhiều thành phần cho nên nó thường hay có vẹo, thường hay có màu ở những vùng nối của xương lá mía với mảnh khảnh xương sàn là thường gặp nhất.
Thì đây là cách giảm. Nếu chúng ta, thì chúng ta nên cố gắng mô tả vẹo vết ngang bên nào và có màu vết ngang bên nào. Ví dụ như bên này, muốn thì vẹo qua bên trái, nhưng mà cái ai vết ngang thì là bên phải. Cái này vẹo với màu, thì chúng ta quan điểm bộ chúng ta nên mô tả cái đó. Trường hợp này vẹo, xu hướng vẹo phải, nhưng mà ở ngay mũi tên giống như là có màu vết ngang bên trái. Ở bên này cũng vậy, có màu vết ngang bên trái. Ở phần cao của vết ngang có khí hóa hay không? Cái này là từ cái xoang bướm nó phát triển sâu xuống. Cúng mũi giữa, thì cúng mũi giữa thì gồm có 3 thành phần: đoạn trước đứng dọc gắn vào nền sọ, đoạn thứ nhì gập góc đứng và gắn vào xương giấy, và đoạn cuối cùng là gắn vào thành trong xoang xà. Thì người ta thông thường nó gắn vào cái sàn sọ chỗ này, thì thực ra cái này rất là ít biến thái, nhưng mà coi thử có sự bất thường hay không, nhất là cái đoạn đứng. Bởi vì cái đoạn đứng này nếu như nó nằm ở vị trí này, nhưng mà nếu lỡ như mà nó nằm ngay của một cái vùng giữa, thì chỗ này nếu mà phẫu thuật thì có thể là dễ bị rò vô tổ tỷ. Bước thứ hai nữa là cái đánh cái mảnh giá như nói mảnh này hồi nãy, như cái sàn này trên Asia, đôi khi chúng ta nghĩ nó là nhóm giữa hoặc là nhóm trước, nhưng mà thực ra nó là nhóm tế bào sàn. Ở nhóm sau thì dựa trên cái mảnh nền của xương sàn và mảnh nền của cuốn giữa, thấy nó dẫn lưu. Đoạn cuối của mảnh nền, tức là cái đoạn mà gắn vô trong thành trong xưa, có thường có biến thái hay không thì chúng ta phải mô tả. Ví dụ như là chỗ này nó tách đôi, chỗ này nó có một cái tế bào Haller, thì nó như thế nào, và chúng ta cố gắng mô tả chỗ này nó có tách ra làm hai, có kháng khí ở cái đoạn cuối của cuốn giữa. Các biến đổi hình dạng thì cái này là cái rất là thường gặp. Tới bây giờ người ta vẫn chưa có một cái chắc chắn là cái contravolosa có gây đến sự giảm thông khí mà dễ dẫn đến viêm xoang của đấu bên hay không, nhưng mà vẫn coi nó là một cái biến thái và rất là thường. Nếu mà phẫu thuật thì thường người ta có thể là cắt luôn cái phần, thường thì người ta sẽ cắt bán phần đó, cắt một nửa bị để nó lại, thì người ta quấn, có nghĩa là nó sẽ giảm thông khí. Thứ hai là nó viêm chính cái contra đó. Thì đây ví dụ như đây là cái contra quá lớn rồi, thì cái này là thì viêm xoang, thì thường cái này là người ta sẽ phẫu thuật, mặc dù có thể là bệnh nhân ở đây là đang viêm xoang cấp thôi, thì người ta vẫn sẽ đưa cái này ra phẫu thuật vì nó rất là lớn. Một cái contra bình thường, cái hồi nãy nói mà có hai bác sĩ tranh luận nhau là nó là interlamellar, tức là nó chỉ có khí của một cái phần đứng ở phía trước thôi. Thì nếu mà mô tả, nếu chúng ta thống nhất thì chúng mô tả, thì âm lên sàn cũng là thống nhất với mình, nghĩa là nhỏ quá không nói, hay là chúng ta chỉ mô tả là có khí gì đó, để mà khỏi mà như cái trường hợp mà tụi mình kể hồi nãy. Cúng mũi giữa cong ngược, cúng mũi giữa cong ngược thì theo người ta nghĩ là cúng mũi giữa cong ngược nó có làm cho đảo lộn cái thông khí của cái vùng khe giữa, thì mình ghi nhận nếu có đảo ngược thì đó. Ví dụ như những cái bên này nó quặt vào thì bên này nó có lại một cái ngách, nó quay ngược lại trong. Cổ móc thì cổ móc là cái thành phần rất là quan trọng trong phẫu thuật khe giữa, có nghĩa là bác sĩ phẫu thuật nội soi tai mũi họng, cái đầu tiên người ta tiếp cận khi người ta đi vô tới khe giữa là người ta tiếp cận một phẫu thuật ở cái xoang hàm khe giữa, thì người ta sẽ tìm cái mỏ móc trước. Thì thường là nó 45 độ như hình hồi nãy, có nhiều những cái biến thái. Thì bây giờ từ ngày multi-slide phát triển đánh giá ngách tráng, thì hai thành phần để coi cái ngách, bởi vì cái ngách tráng thì nó rất là phức tạp về cái chuyện đổ, thì người ta mới coi cái chuyện cái tế bào agenase, tức là chút nữa mình sẽ nói, và bây giờ là cái đánh giá của mỏ móc để coi thử ngách tráng đổ kiểu gì. Thông thường ngách tráng đổ vào, ngách tráng thì đương nhiên đổ vào khe giữa rồi, nhưng mà cái mỏ móc theo phân loại này nó
hơi phức tạp, thì nó phần cao nó gắn vào xương giấy, nó gắn vào có dạng nó ngấm vào tế bào Haller 18%, có dạng nó vừa xương giấy nó cúng giữa và nó vào dính vào mình sàng. Cái này tức là nó có nhiều loại nhưng rất là phức tạp. Thì ở đây có ý nghĩa là nếu như chúng ta lấy cái hình cái A đi và cái F đi thì nhấp tráng nó sẽ đổ vô phễu sàng, chứ nó không có đổ trực tiếp vô cái giữa, nó đổ phải ra trước rồi nó ra cái giữa. Như là lúc đó cách tráng với cách với xoang hàm nó cũng 1 kiểu đổ. Thì người ta sau này thấy phức tạp quá, người ta chia lại. Thì theo tác giả này thì là 85% xương giấy sẽ mổ móc sẽ dính vào xương giấy, đồng nghĩa có nghĩa là xương giấy ở đây bao gồm cả xếp tế bào agenasi vô luôn, 15% 1% vào cuống giữa và sàn sọ. Thì theo tôi thấy là hai cái trường hợp sau thì xoang tráng nó sẽ đổ vô phễu sàng. Nếu cùng một trường hợp mà có cả hai thái thì vẫn là lấy phễu sàng, có nghĩa như trường hợp này người ta tế bào xương giấy thì đó ngắt tráng, đây mổ móc dính vào cuống giữa thì xoang tráng nó sẽ đổ trực tiếp vô phễu sàng luôn. Đây là nó về một cái trường hợp ví dụ để mà thấy là nó thông thường, nó gắn vào xương giấy và tế bào agenasi thì xoang tráng nó sẽ đổ vô phễu giữa. Mổ móc khi tới đập, nếu mổ móc dựng đứng kiểu này dưới 45 độ thì thông thường mổ móc nó sẽ đi ngang 45 độ. Nếu đứng kiểu này khi thì mình sẽ đọc là mổ móc đứng hay là mổ móc như thế nào đó tương, để mà cái này người ta warning là sẽ dễ tiếp cận vào thủng cái hốc mắt. Mổ móc quá phát, mổ móc có khí, có nghĩa là theo đánh giá những cái này đều ảnh hưởng đến cái phức hợp lỗ ngắt ở đây. Thì mổ móc kém phát triển, mổ móc kém phát triển thực ra là về mặt hình ảnh, nhưng mà về mặt bệnh thì có thể là kém phát triển thứ phát, nghĩa là do lúc đó cái tế bào cái xoang hàm này nó bị bóp lại, hẹp lại và nó làm cho cái mổ móc tiếp xúc với hốc mắt làm cho phễu sàng hẹp. Thì chúng ta mô tả cái này nó nằm trong cái bệnh hội chứng xoang im lặng. Thì trong cái phần bệnh thì lúc đó đồng thời là cái vách mũi xoang nó cũng bị bóp vô, xoang hàm thì nhỏ lại. Đây ví như trường hợp này mổ móc dính hẳn vô luôn trong xương giấy, nó nằm trong cái hội chứng gọi là silent sinus syndrome, có nghĩa là xoang hàm nhỏ lại, mắt bệnh nhân thì thụt vô, nghĩa là mà có khi bệnh nhân không có hề một cái triệu chứng bị xoang cả, nghĩa là đi khám vì hốc mắt chẳng hạn, thì cái này có thể là cũng chỉ cần phẫu thuật để mà đánh giá cái thời lỗ ngắt trước và xoang hàm. Thì chúng ta coi thử, sau khi đánh giá những cái kia thì chúng ta coi thử là có thông thoáng, ý là phễu sàng có thông hay không, khe bán nguyệt và có tế bào Haller hay không, có lỗ thông xoang phụ của xoang hàm hay không. Thì chúng ta đọc cái này, kích thước xoang hàm có nhỏ hay lớn, đánh giá thần kinh hốc mắt, trước mắt. Thì đây là người coi những cái hình mà coi lại thì cho xin bỏ qua. Ví dụ những cái hình này viêm xoang thì bên trái chúng ta sẽ đọc là phễu sàng, phù nề, tắc, lâm sàng và tính chữa. Rồi người ta phẫu thuật thì sau đó là quyền của người ta, có nghĩa là người ta giữ người vô trên cái bệnh lý thực tế của bệnh nhân, có nghĩa là viêm xoang mãn và kế theo nội soi. Sao cái màu chấm chấm cho sao, cái này là bóng sàng, tức là bây giờ coi thì chúng ta phải vừa coi đến cả các tư thế ASEAN, Corona và Sagittal, chúng ta coi cái nhấp tráng, chúng ta coi cái khe bán nguyệt. Ví dụ như tế bào Haller thì nó làm hẹp phễu sàng, chúng ta nên mô tả tế bào Haller làm hẹp phễu sàng, viêm xoang hàm một bên. Như trường hợp này là chắc chắn người ta sẽ phẫu thuật để người ta cắt contra bullosa, mở khe giữa, cắt luôn tế bào Haller. Thì nếu mà mổ xoang mà để lại tế bào Haller như vậy là chắc chắn khả năng tái phát là rất là cao.
Bây giờ tế bào Haller làm sao? Tế bào Haller tức là tế bào sàn mà nó nằm ở dưới hốc mắt thì rất là dễ. Nhưng ví dụ như trường hợp này, tế bào Haller nó rất là lớn. Nếu mà nó không quen thì nó còn muốn lớn hơn cả cái xoang hàm. Nhưng mà cái lỗ đổ của nó là chúng ta thấy nó đổ ra khẹt ra. Cái ngách đổ xoang hàm có nghĩa là thường tế bào Haller thì một là nó đổ vô phễu sàn nếu mà nó thực sự nằm ở như cái này. Tức là nó cũng sẽ có một cái lỗ cách ở đây mà nó đổ vô sàn, nó đổ đi như thông như xoang hàm. Nhưng mà một số trường hợp thì là nó đổ ra theo nhóm sàn sau, tức là nó nằm ở mắt nhưng mà phía sàn sau, ở phía trước, ngay tại phễu sàn. Chúng ta không thấy, nhưng mà trên những cái hình khác chúng ta thấy một cái bào Haller rất là lớn. Đây, những cái hình này nó cho, thì chúng ta nên mô tả có cái bào Haller hay không, có phễu sàn có bị ảnh hưởng hay không. Coi ống thần kinh dưới hốc mắt, coi lỗ thông xoang phụ. Lỗ thông xoang phụ như đã nói thì khoảng 20%. Như vừa đây là một cái trường hợp mà nó bị hy sinh của cái nó bất thường cái ống thần kinh trong xoang hàm, chúng ta cũng đọc ra luôn. Nhắc cái ống xoang phụ thì đây, polyp biliar là hầu hết khi phát triển là ra khỏi thông xoang phụ để chạy vào cửa mũi sau. Thì trong cái bài bệnh lý sẽ có rất là nhiều hình về cái này. Thì ở phía lỗ, như cái polyp biliar ở đây, cái lỗ và phễu sàn nó không đi, nhưng mà nó đi, nó thoát ra bằng vô. Bởi vì nó dễ dàng hơn, đường nó ngắn hơn, như là lắc qua là ra. Còn bên kia thì nếu mà tiếp cận được thì nó phải đi qua được một đường dài. Từ ngày bên lai phát triển và người có điều kiện thì người ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về cái ngách tráng. Thì bây giờ là nếu mà là chúng ta phải có trách nhiệm đọc ngách tráng. Thì đây là những cái bước đọc. Thì tế bào Agenese ảnh hưởng đến thì phải đọc trong phòng này luôn. Tế bào sàn tráng tức là sẽ nói luôn. Thì theo phân loại của vùng ngách tráng, cái hình này hình áp coronal theo khuôn kiểu cũ, thì tế bào Agenese được xếp vô đây, tế bào này hốc mắt và khuôn theo 4 loại. Loại 1 là một tế bào duy nhất. Loại 2 màu xanh, hai tế bào trở lên trên tế bào Agenese. Loại 3 một tế bào kích thước lớn độc lập. Loại 4 một tế bào nằm thẳng trong xoang. Thì nhưng mà về mặt thực tiễn lâm sàng nó khó sử dụng. Thì người ta sau này người ta làm tế bào khuôn chỉnh sửa, có nghĩa là cũng y như vậy, vào tiếp 1 một tế bào duy nhất, tế bào Agenese. Loại 1, loại 2, hai tế bào Agenese xác định ở đây, hai tế bào. Loại 3, một tế bào lớn nhưng dưới 50% đường cao của cái xoang tráng, tức là tự ngồi. Và loại 4 thì là cái tế bào đó nó cao hơn 10% đường tính đường giữa. Thì rồi, tức là nếu có tế bào sàn tráng kiểu gì, chúng ta cũng phải đọc. Để nếu như người ta có phẫu thuật cắt xoang tráng. Thì thứ hai là người ta nên đọc cắt tráng, coi thử là cái vách trước xoang có dày hay không, có ảnh hưởng gì hay không. Thì tế bào Agenese có lớn hay không. Đó, ví dụ như trường hợp này là tế bào Agenese nó lớn, có thể ảnh hưởng đến cắt tráng trên sagittal. Như đây trường hợp vi xoang tráng, người ta đọc như vậy thì người ta sau khi điều trị nếu mà không hiệu quả thì người ta sẽ phẫu thuật và người ta nạo luôn tế bào Agenese này. Thì nhóm tế bào sàn tráng là dùng cho những cái tế bào nó nằm quanh tế bào Agenese và trước ngách tráng. Phía sau ngách tráng có một tế bào là tế bào bóng tráng chồm vào, cũng có thể khả năng gây hẹp ngách tráng. Là tế bào bóng tráng, một mặt là nó là sàn sọ, mặt nó là nằm trên bóng sàn. Ở phức hợp lỗ ngách, bóng sàn là cấu trúc tế bào sàn nằm xa trước nhất, là ảnh hưởng trực tiếp tới phễu sàn. Thì chúng ta đọc coi thử bóng sàn có lớn hay không. Như trường hợp này, mổ móc thì bình thường, bóng sàn lớn.
thì xác suất là sẽ làm cho cái thoát của cái khe bán nguyệt chỗ này nó hẻo sàn, ở bán nguyệt nó không tốt. Trường hợp này bóng sàn lớn, mổ móc quá phát, cái này đọc bóng sàn lớn. Có một tế bào sàn trên hốc mắt được xếp cũng là trong giống này, là sự thông khí của một tế bào đặc biệt nó nằm, nếu mà nó không có hình sai tam thì rất dễ lộ là xoắn cá. Thì nhưng mà hình sai tam thì lại cái hình này nó chứa thích là nó có hai cái động mạch sàn trước nằm đây, nó nằm lân cận với tế bào sàn trước, các động mạch sàn trước là hai cái ngách này. Thì với nhóm sàn sau thì đánh giá tế bào đất đi, đánh giá được thông khí của son bướm, đánh giá sự thông khí của mỏ yên, đánh giá các cấu trúc la quan trọng, đánh giá trong son bướm. Bây giờ trong quá trình phẫu thuật có xác suất sẽ đụng vô cái sàn sau thì người ta không biết làm, người ta mới đo đạc. Thì thông thường cái khoảng cách này từ bờ trên hốc mắt cho đến cái nhóm sàn đụng ở cái vùng này là khoảng 12 mm, thì ví dụ là mình cũng phải đo cái này coi thử bao nhiêu để mình ra con số là bờ cao, bờ trên của hốc bờ của sân hàm, bờ trên sân hàm đến sàn sau là bao nhiêu. Tế bào Ganesi, tế bào ở đất đi có hay không? Tế bào này là bệnh lý rất là thường gặp, và định nghĩa của nó là tế bào này nó nằm cao hơn son bướm, tế bào sàn sao nhưng mà nằm cao hơn son bướm. Ví dụ như trong cái hình corona này đi, thì hai chữ F là son bướm, nhưng mà tế bào ONFD nằm đây. Tế bào ONFD là phần lớn mucocell của vùng son sàn sao là ở tế bào này, và diễn tiến rất là nhanh, bởi vì khi nó như vậy có nghĩa là cái vắt nó rất là mỏng và nó rất là dễ tiếp cận vô cái ống thần kinh thị ở cái bụi tên này. Cho nên là có tế bào Ganesi hay không, và việc hình ảnh MRI một số trường hợp nếu không chụp CT trước đọc có thể nhầm lẫn, có nghĩa là cái rất là nhiều trường hợp là bệnh nhân có bệnh lý hốc mắt chẳng hạn, hay là nghi gì đó phụ rồi qua khám bệnh viện mắt được chụp MRI, thì hầu hết những trường hợp vùng này đương nhiên lúc đó son nó có viêm thì có mucocell độc, mucocell son bướm, nói chung cũng khá. Do đó thường thì chúng ta phải có thường, ví dụ cái này là khách quan, có nghĩa là bệnh nhân đi khám mắt trước thì thường là được chỉ định để tìm, thì là làm MRI độc, nhưng mà quay ngược lại chụp thì là cái đó là mucocell của, và khi mổ là nó khác nhau, nghĩa là son bướm là người ta đi đường son bướm, còn nếu son sàn là người ta đi kiểu khác, nghĩa là mình phải trả lời được. Đây là ví dụ như đây là một cái mucocell của tế bào ONFD bên phải, có nghĩa là lúc đó và nó rất là gây, bởi vì nó rất dễ gây khuyết cái ống thần kinh thị bên này. Như hồi nãy chúng ta phải trả lời được là son bướm xong thông dọn kiểu gì, tức là trước, giữa hay là sau của xe lạc. Đánh giá người tự giác, người ta tạm chia ra bốn dạng so tương quan với son bướm và tế bào sàn. Tiếp một có nghĩa là hai bình thường, hai động mạch thần kinh thị nằm hoàn toàn rõ ràng. Tiếp hai lồi xuống 50%. Tiếp ba nằm và không có cái cấu trúc ở dưới. Tiếp 4 có tế bào đất đi, khi có tế bào đất đi là xếp tương quan vùng này là tiếp 4 thần kinh thị. Đồng thời coi, đó là những cái ví dụ. Rồi coi thử trong vách của son bướm nó gắn sao, có nghĩa là son bướm rất là có hay vách phụ, thì có một số trường hợp như vách gắn hẳn vào thần kinh thị thì chúng ta phải mô tả để tránh trường hợp phẫu thuật cắt thủng luôn cái thịt. Đây là những cái hình để ví dụ như cái đây nè, cái bò nó đi thì ống thần kinh thị nằm rất là sát, thì trên mặt dưới hai bên là son bướm. Chúng ta coi cái cống video
cái thần kinh bướm khẩu cái là thường thì nó nằm như cái mũi tên, nhưng một số trường hợp nó nằm nó dựng lên như một cái mảnh xương, thì chúng ta cũng lưu ý cái chỗ này để trả lời coi thử mõm yên có thông khí hay không. Vì khi mõm yên thông khí thì xác suất rất dễ tiếp cận với ống thần kinh thị. Một số trường hợp động mạch gạch trong như thế nào, có bờ xương ở mặt trong hay không thì chúng ta cũng phải trả lời. Sàn sọ trước, sàn sọ trước là rất là quan trọng, bởi vì đa phần mổ thì mổ ở phức hợp sàn hàm ở phía trước thì là rất đụng chỗ, dễ đụng chỗ này, tai biến rất là thường xảy ra chỗ này. Bên cùng với hốc mắt thì sàn sọ trước và sẽ bị, và ở bệnh viện tai mũi họng là đã thấy trường hợp này cũng rất là nhiều rồi. Có nghĩa là chúng ta phải trả lời sàn sọ đó thấp hơn bình thường hay không. Thì theo thông thường sàn sọ trước lấy đường chia hốc mắt ra làm 3 phần từ trên xuống dưới, thì thông thường nó nằm ở 1/3 trên. Có nghĩa là cái đường cắt ngang tưởng tượng qua thì nằm với trường hợp này chia ra nó 50%, nghĩa là chúng ta đọc cái này sàn sọ trước thấp. Có đối xứng hay không? Như trường hợp này là bị cao, vẫn trong cao nhưng mà bên phải thấp hơn là bất đối xứng, nghĩa là sàn. Rất là nhiều trường hợp bất đối xứng. Đây chúng ta đọc là bất đối xứng. Trong cái đánh giá trần sàn thì nó có một cái CAROT, nghĩa là đánh giá cái ngắt khứu, thì người ta chia phân làm 3 bộ, lấy tính cái màu gà xương sàn và cái đoạn ngang, thì chia ra cái thấp nhất lộ 3 là dễ là warning, có nghĩa là khi tiếp cận thì dễ bị đục ở đây và bệnh nhân có thể dễ bị mất mùi và dễ bị dò dịch nội tị. Thì chúng ta đo, ví dụ như trong đường đây cái này có 3 dạng đó, cái này là dạng 3 thì 2, 1, 7-16mm dưới 3-7 và 1-3. Động mạch sàn trước là động mạch cung cấp máu cho phần quan trọng của mô xoang, thì nó chúng ta trên thực ra nếu mà cái CT cũ động được cái này phải multi slide và lát cắt mỏng thì chúng ta sẽ được thấy cái này, thì thường nó sẽ có một cái ống xương, nhưng mà đôi khi nó là như trường hợp số 1 là nó bình thường, trường hợp số 2 này nó bình thường, số 1 này bình thường, nhưng mà bên này chúng ta thấy không có ống xương, đôi khi nó chỉ là một cái sợi thần kinh cắt ngang qua, thì chúng ta cố gắng nếu mà chất lượng nó tốt thì tìm cái này và trả lời. Xương giấy có tổn thương hay không, lồi và soi hốc mắt, bởi vì biến chứng phẫu thuật nội soi hốc mắt là số 1, tức là ngoạn vô làm vỡ hốc mắt gây biến chứng hốc mắt. Thì bây giờ lấy cái gì mà để, thì người ta lấy có hở tự nhiên hay không, có nghĩa là 20% có tổn thương tự nhiên là hở xương giấy. Có tổn thương cũ hay không, một số trường hợp tổn thương cũ là chúng ta cũng phải trả lời chấn thương có thoát vị mở hốc mắt vào xoang sàn hay không. Người ta lấy so cái lỗ xoang hàm với cái đó để trả lời là thành trong của hốc mắt xương giấy so với lỗ xoang hàm, tức là kẻ một đường tưởng tượng từ lỗ xoang hàm kẻ lên, nếu cái gì như vị trường hợp này là bình thường, nhưng mà bên này là bị do tổn thương cũ, hai bên đều tổn thương cũ, thì chúng ta trả lời là xương giấy có bất thường hay không, hay là có để hít sinh hay không, có thế này kia hay không, và cái vị trí nếu bình thường thì so với lỗ xoang hàm như thế nào. Bờ xương của các xoang, tức là cái này người ta đánh giá để coi thử tính độ ác tính hay là thế của tổn thương trong xoang. Thì ví dụ như cái này là ung thư của xoang hàm. Đây là một cái tế bào viêm xoang hàm do nấm, nhưng mà có khuyết xương thành sau xoang bướm. Chúng ta cũng phải cố gắng trả lời. Viêm đây là viêm xoang nha, nhưng mà bị khuyết xương là nếu mà đập rất là dữ u. Và chúng ta phải có trách nhiệm trả lời não, hốc mắt và vùng vòm hầu. Não ở đây nếu như chụp xoang thì phải trả lời luôn cái khúc não mà nằm mà dính trong xoang. Bởi vì về kinh nghiệm đã cho thấy rất là nhiều trường hợp
kiểu bây giờ mà mổ tại bệnh viện Tân Quy Hồng thì chưa có, nhưng mà trong thành phố và rất là nhiều nơi, bệnh nhân vừa đi khám tới mổ xoang xong là đột tử luôn, sau đó phẫu thuật ra, tử mổ khi ra có cái u não. Nhưng mà lúc đó trên phim mình để cửa sổ xương hoàn toàn, nghĩa là lấy vừa con ra chụp hết xương á, chúng ta không thấy não, là cái đó rất là chậm. Một bệnh viện lớn trong thành phố cũng đã bị cái chuyện kiện qua, đưa kiện qua lại, nghĩa là chụp xoang, nghĩa là bệnh nhân nhức đầu thì tới khám xoang thì nghĩ là lâu nay mình tiêm xoang mà, thì vô gặp ngay bác sĩ xoang Tân Quy Hồng làm hồ sơ mổ, mổ lên sau đó tối đó bệnh nhân bị có biến chứng bị hốc mắt, được mời xuống là mờ mắt. Mắt tới thì lý giải là chắc là mấy bên này mổ xoang cho nên bị biến chứng hốc mắt, tức là không cho chụp. Tức là cuối cùng 3 ngày sau hồi chẩn qua lại là cuối cùng bệnh nhân tử vong, nghĩa là khi chụp sau 3 ngày mới chụp CT lại cái não. Và lần đó thì cuối cùng cũng là đúng quy trình thôi, cái gì ai cũng có cái lý luận của mình hết. Bác sĩ tên là ngoại thần kinh nói, nội kinh nói là không có dấu thần kinh, nhưng mà ý nói là nếu như cái CT xoang mà có khúc não là chúng ta phải có cửa sổ não để ta coi. Ví dụ như trường hợp này polyp hốc mũi. Polyp hốc mũi là bệnh nhân có bệnh lý mãn tính của hốc mũi, có polyp đã mổ tới ta cửa họng khám, nhưng mà lần này bệnh nhân nhức đầu vì viêm xoang mãn, với nhức đầu với viêm xoang là một cái không phải là song hành, có nghĩa là nhiều trường hợp viêm rất là đơn giản nhưng mà nhức đầu rất là nhiều, hoặc là ngược lại thì trường hợp này là bệnh nhân cái biểu hiện nhức đầu nhiều hơn. Như trường hợp này nếu như là vô và không có chỉ chụp giải quyết theo hướng xoang, thực ra ở những bệnh viện chuyên khoa thì cái chuyện mà khám đầy đủ về nội thần kinh đồ này kia nó không có đầy đủ. Ví dụ như trường hợp này thì chụp CT xoang thấy những bệnh nhân này có một cái bất thường, nghi là bất thường mạch máu ở vùng sau, có sao chúng ta phải có trách nhiệm trả lời cái vòm hầu, nghĩa là có u vòm hay gì hay không. Như đây là một trường hợp VA, nhưng mà đây là một trường hợp viêm vòm hầu và đây là một trường hợp cao vòm, có nghĩa là trong cái vùng mà quét của mình thì mình phải có gì trả lời. Thì dài dòng như vậy có nghĩa là tùy ứng dụng, tùy cái mức độ cần thiết của lâm sàng với mình thì mình sẽ trả lời cái biến thái hình ảnh theo những cái cố gắng theo những cái hướng đó, và chứ không phải là mọi trường hợp mà chúng ta đều phải làm như vậy. Đó, xin phần trình bày của tôi đến cái bài thứ hai đến đây là hết.